Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 6 rồi em ơi. Thứ 6 của cái event tuần 3 của thằng Sạc Đen rồi. Thì còn có 1-2 hôm nữa thôi thì chúng ta sẽ đến với lại cái sự kiện tiếp theo. À, và cũng như là đến với lại năm mới anh em ha. Thì đây là những cái ngày cuối cùng của năm 2024, Tết Nguyên Đán anh em ha. Và cũng như đặc biệt là ngày cuối cùng của cái sự kiện tuần 4 của thằng Sạc luôn. Đó, nên là ngày hôm nay sẽ gom những cái phần quà và cũng như là chơi mình anh em ha. Và đặc biệt ngày hôm nay có một cái clip nhỏ nhỏ nữa, đó là tổng hợp những cái con tướng Tết đó anh em, những cái skill nộ nè, rồi tổng hợp luôn cả mấy cái skill nộ của các cái năm trước nữa, tổng hợp lại thành một cái clip để cho anh em xem. Anh em thấy hay thì hãy cho mình like theo dõi kênh nha, kể cả những cái con tướng Conan, Conan nè anh em, Conan phiên bản Tết nè, rồi Tenten phiên bản Tết, rồi các thứ anh em. Đó, mấy con đó thì nói chung là cũng đã gom được nộ rồi, còn mấy con khác thì chưa gom được anh em nha, chưa gom được nộ. Nhưng mà được cái thì mình có tổng hợp lại những cái con tướng trước đó nữa anh em, bản Full HD. Rồi, còn ở bên Server Việt á thì sắp đến đây ngày mai anh em ha. Tối ngày mai thì chúng ta sẽ có thông tin về vị tướng mới Itachi Tân Xuân anh em, là nó có limit hay là không. Tới đó thì mình sẽ cập nhật cho anh em xem cái bộ kỹ năng khi mà lên được tiên thuật, và cũng như là update cho anh em xem luôn cả cái thông tin là tướng Itachi Tân Xuân này anh em nó có limit, có giới hạn hay là không nữa. Quan trọng là cái điều đó thôi, chứ ra con này thì ai cũng biết rồi ha. Rồi, quá trình xả tài nguyên của cái ạc này của mình đó thì để coi coi. Mình cũng đã chiêu xong bên chiêu mộ đại ninja rồi anh em, 4x4 vòng ha. Chiêu mộ su vòng quay 4x4 vòng luôn. Chiêu mộ đặc biệt thì mình chiêu chỉ có một vòng thôi anh em ơi, chỉ có một vòng thôi. Đó, nên là cái nón những giả đợt này thì nó hơi thọt đấy, nên là thôi kệ bà đi anh em ơi, để qua đợt sau chơi sau. Bởi vì tuần này không có lấy thằng Sặc á, để dành cuộn để quay con tướng mới. Không biết limit hay là không thì trước mắt có để dành cuộn trước cái đã nha. Rồi, nếu mà mình chiêu mộ này, chiêu mộ đặc biệt một vòng, chiêu mộ đại đánh giá lại xuống quay mát á, thì bắt buộc là phải nạp thêm 3 gói anh em ha. Bắt buộc phải nạp thêm 3 gói này. Đây, mình đã mà nạp 3 gói rồi là được 30 vé âm dương đó anh em. Chà, chưa điểm danh nữa. Được 30 vé âm dương là vừa đủ lên 50 vé âm dương nha anh em. Đây, mình sẽ nhận luôn nha. Ôi ôi, quá trời quá đất. Đó, mở tiếp. Ôi, được thêm 36 nón những giả nữa nè. 2 vé âm dương này chắc mình nghĩ là đủ rồi đó anh em. Mình nghĩ hàng này ngày hôm nay là chơi là đủ luôn rồi đấy. Rồi, để vô chơi huyền thoại những giả thử có đủ hay không nha. Đợt này thì chắc là mình lấy một con Shizune đây anh em. 50 cái vé âm dương là vừa đủ luôn ha. Ngày hôm nay đi cho nó xong luôn nha anh em. Nhưng mà mình đang vẫn thích cái con Conan Giáng Sinh anh em ơi. Bởi vì Conan của mình hiện giờ thì nó đang để mình coi coi, gần lên được gọi là tiên thuật 3 rồi. Em nói 4 copy rồi anh em, bây giờ lấy thêm lên 5 copy, 6 copy là lên được tiên thuật 3.1 ha. Còn con Shizune thì nói chung là nó cũng hơi lỏ một tí. Đây nè, Shizune thì mình mới có E2 thôi, bây giờ lấy thêm copy thì cũng chả có làm được cái gì. Hay giờ đang phân quân quá, nhưng mà thôi lấy Shizune đi. Con này thì nói chung là lên túc tắc kê nạp về, hay là cho thêm gì chúng ta chơi cũng được anh em ha. Nhưng mà Shizune đợt này khá là mệt mỏi so với lại cái con tướng mới nha anh em. Bởi vì con tướng mới nó có hắc hỏa giống như chạy từ thằng Sặc vậy đó, nó có thể xuyên luôn cả cái khiên nữa anh em. Rồi ok, để coi coi, chắc đi bên Shizune đi anh em ha. Cụ Hashirama Edo thì mình cũng đã full tiên thuật rồi các thứ rồi, nên là đi bây giờ thì nói chung là đi cho có thôi. Thôi quay xe anh em ơi, quyết định đi ở bên thằng Sặc để lấy thêm con Conan. Để con Conan của mình bây giờ lấy thêm thì đang cần anh em, Shizune thì chưa có cần máy đó. Bây giờ mà lấy thêm copy thì nói chung là cũng chả làm được cái gì. Còn Conan thì đang thiếu 2 copy nữa là lên được tiên thuật 3.1 rồi. Đây là cái móc khá là quan trọng để Conan cộng được 300 mấy tốc độ nữa ha. Thôi đi lấy thêm một con Conan đi. Qua tuần sau nếu mà có event lấy Conan hay Shizune lấy thêm anh em ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tu nhanh luôn nha anh em. Rồi ok, xong rồi nha anh em, lấy full quà ở bên cái Ninja Legion này luôn đi. Hơi nạp hơi thốn tí. Rồi, nhận quà luôn nha mấy ông. Đấy, cụ Edo này thì dư copy rồi. Conan Giáng Sinh đây anh em, một bé ha, bây giờ thiếu một bé nữa là lên nha anh em. Rồi, trả lại thêm 110 cũng đặc biệt nữa nè. Huyết nhâm thạch đồ các thứ nữa nha anh em, quá đã luôn. Rồi ok, nói về cái event tuần này thì nói chung là cái bên đại ninja ở bên cái đại tiệc này thì mình không có chơi anh em ơi, bởi vì không có quay ở bên chi mộ đặc biệt á, nên là hơi bị thọt về cái
về cái nón anh em, nên là tuần này là chắc cũng không chơi nhiều. Qua tuần sau anh em cày y chang như vậy để mà đổi cái bảo vật nữa nha anh em. Cày y chang như vậy nó bắt chúng ta là phải làm mấy cái xu vòng quay điểm liên đấu nè, nên là tuần này anh em nào mà đang là xả cái tài nguyên được tuần này á thì nói chung là khá là thốn đấy nha anh em. Qua tuần sau hơi bị thiếu tài nguyên đấy, nhưng mà anh em dư tài nguyên nhiều thì không nói rồi. Những giả hệ thường gắn lấy thêm thằng sặc đi. Bên này mình đang có 300+ nón, mà cái bảo vật VIP á thì lại là 700, cái bảo vật SS VIP á thì lại là 800, nhưng mà mấy cái này mở hên xui lắm anh em ơi. Hơi bị khó. Rồi lấy sặc đi anh em ha. Trời ơi xịt rồi, ấy da, dễ gì anh em, 90 nón ra đi rồi nè. Trời ơi. Rồi bên những giả hệ hiếm đợt này thì có cụ Edo V1 nha anh em, không có V2. Có thằng Na nữa nè, anh em nào mà thích lấy Na thì lấy thêm. Này thì chắc là đợt này mình dư nón rồi anh em ơi, nón dư quá trời rồi. Thôi chủ yếu là để lấy thêm quà thôi. Rồi, xuất sắc tuần này cũng không có xả ha, bởi vì cụ Edo của mình đã mát tiên thuật rồi ha, nên là không có xả cụ Edo nữa. Để coi coi, nhiệm vụ những giả đợt này chưa làm xong nữa nè anh em. Không có chơi á, nên là không có làm. Ông nào chơi thì cứ xả bình thường ha. Đua top Builder Ninja, trời ơi má ơi, cái ông này 8000+ nằm ở top đầu luôn, ông top 2, top 3 là không lên nổi luôn nè anh em. Cái ván lướt ngôi sao thì tính ra cũng ngon, tóc cao lắm nha anh em, tóc khá là cao đấy, nhưng mà miễn chống công rồi, nhưng mà cái này nó có giảm thương thì nó không có hợp là mấy so với lại cái meta hiện giờ. Cái giảm thương này thì nói chung là nó hơi lỏ lỏ, hơi lỏ lỏ một tí nha. Rồi, đó là về bên tuần này, để coi đổi Shuriken nha anh em. Shuriken hình như là mình đổi một nhát ở bên thẻ huyền bí này rồi. Còn một ít Shuriken thì chúng ta có thể đổi thêm cuộn chiêu mộ ở bên này luôn nha anh em, để lấy thêm quà. Được 17 cuộn à, má ơi, ít quá ta. Đổi thêm bên này luôn nha anh em. Rồi, cửa hàng đặc biệt thì cũng đã đổi full trước đó rồi nha anh em, lấy Fukasaku đồ, tất cả hết luôn rồi anh em. Rất là ngon. Rồi, ở bên cửa hàng sách hoán đổi thì đổi luôn xô siêu cấp nè, giấy thách đấu nè. Rồi, thôi, nhiêu đó thôi anh em ơi, nhiêu đó là đủ dài rồi ha. Cửa hàng thì mình đổi giấy thách đấu với lại cái su vòng quay, coi như là xong luôn rồi đấy. Tích lũy tiêu phí Rio, tuần này tiêu 17.000 Rio anh em ha, nên tiêu nhiêu đây thôi. Đại chiến thì không cày, không nạp mà không cày luôn anh em, không thèm cày luôn. Ông nào cày thì ráng cố gắng cày lên 1.000 điểm để lấy cái cuộn đặc biệt này nha, 20 cuộn nha anh em. Nhưng mà mình làm biến quá. Rồi, tuần này cơ bản như vậy ha, vô khui luôn cả mấy cái bao lì xì ngày hôm qua, nó trời ơi, nó lên 7.100 rồi nè anh em. 7.173 cuộn đặc biệt. Wow, phê. Rồi, để coi, trời ơi, rung chữ nè anh em, mở được thử coi bao nhiêu chữ N nha. Này mở chơi thôi cũng không có xài anh em, trời ơi, không được chữ nào luôn nè, được chữ Y nè. Mở này ám ảnh quá. Chữ N, ui không có luôn nè em. Tính ra từ đợt tới giờ mở đi đúng một chữ N nè anh em, đúng một chữ 1, quá chua. Rồi, đang có 9 cái hồng bao nè, mở luôn đi anh em. Chung là quà, ồ 10.000 điểm tổ chức ngon anh em. Đá cường hóa nè, sách nghề. Nếu mà anh em muốn săn thêm thằng sặc thì có thể mở thêm đội viên nè anh em, để thăng thêm sặc thôi, nhưng mà nó đã update cho trong này rồi, nhưng mà mở chua quá. Mở luôn đi. Ôi, Hidan quỷ ứng nó mới chịu. Chán ghê, anh ấy là đang ở trong cái bờ vực bị đe dọa về cái sức mạnh nha anh em. Hidan quỷ ứng đấy. Bởi vì thằng sặc Akatsuki thì chuẩn bị Itachi chứ anh em. Itachi chuẩn bị sức quan rồi. Bữa này một thằng sặc nữa nè. Úp sạc lên để đi leo thụ anh em, chứ không có đi BK nổi đâu. Rồi ok, đó là về event tuần này, nói chung là cũng đã xong rồi ha. Chiều ngày mai thì để mình tính toán, nếu mà được thì chiều ngày mai mình sẽ lên clip nói về cái event ngày mai, nó sẽ có cái gì, và cũng như là nếu mà được thì cho anh em biết là cái thông tin và cũng như là đánh giá của mình về Itachi đợt này luôn, là limit hay là không, và có nên lấy hay là không luôn nha anh em. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại cái bộ kỹ năng nộ của cái con tướng mang trong mình cái bộ skin Tết của những năm trước của game luôn anh em ha. Bởi vì bây giờ nếu mà chúng ta đợi mỗi lần Tết á, là chúng ta review về cái nộ của tụi nó đó, thì biết khi nào anh em, mỗi năm có một lần thôi. Đó, nên là thôi ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại luôn nha, kể cả những cái con tướng phụ luôn nha anh em, xem lại nộ luôn nha. Rồi ok anh em ơi, đầu tiên đó là con Conan anh em. Conan Giáng sinh thì cũng sẽ có Conan Tết anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái nộ của con Conan Tết và cũng như là gameplay của nó như thế nào luôn anh em. Đây nộ đây. Đây. Nó quạt giống y chang, nó quạt một cái cơn lốc tới nha anh em. Đây đánh thường đây anh em ơi. Wow, đẹp quá. Có cả Hinata đó kìa anh em. Hinata với lại thằng Na đó kìa anh em.
không biết là tụi này nó có nổi không anh em nhờ. Đây, đây là đánh thường của Hinata đó anh em. À, nhưng mà mình nghĩ là chắc không có tổng hợp nổi cho anh em xem được anh em, bởi vì mấy con quỷ này mình tìm không có ra nổ anh em ơi. Hai vợ chồng Hinata với lại thằng Na đó anh em, nói chung là cũng đã có gameplay với lại tương đứng rồi. Đó, anh em thấy nổ nó khác biệt so với lại bản Conan Giáng sinh với lại bản Conan thường ha. Nó sẽ không có bắn ra cái gì ta, cái mũi tên nữa anh em, không bắn ra cái mũi tên nữa, mà nó sẽ tạo ra một cái cơn lốc nhỏ nhỏ ha. Cha Hinata bản Tết thì đẹp thực sự anh em ơi. Thằng Na đứng cũng ngầu nữa ha, Na đứng khoanh tay. Hinata bản này đẹp quá. Về Việt Nam thì chắc hơi bị lâu anh em ơi, nên là thôi ngày hôm nay sẽ tổng hợp cho anh em thấy luôn. Tí hồi nữa chúng ta sẽ cùng xem cái nổ của Tenten luôn nha anh em. Nổ của Tenten ha. Rồi ok, xong nổ của Conan rồi đấy. Đây xem lại lần nữa đi anh em. Ổn ha. Ơi, tính là nó nổ ra rồi sợ chúng ta thấy mấy cái đồng xu bay ra nữa anh em nhờ. Mấy cái đồng xu bay ra nữa ha. Nó thì người ta đánh thường đó anh em. Không biết cái nổ nó như thế nào nhờ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại cái nổ của Tenten nha anh em. Nổ Tenten cũng khá là đẹp luôn đấy. Tenten bản Tết. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng xem nổ của các con tướng luôn ha anh em ha. Rồi ok anh em ơi, đây là bản nổ của Tenten đây anh em. Rồi coi thử coi là em nó nổ như thế nào luôn nha anh em. Đây. Ôi ôi, ui quả pháo bự quá. Quả pháo bự quá anh em ơi. Đây Tenten đây anh em. Đó. Ôi ôi. Chịu hồi. Đó có đó là cái đánh thường đó anh em, cái đó cái đánh thường đó. À có hai anh em, có hai gọi là cũng gọi là anh em cũng gọi là đúng anh em. À bản này là có cả Itachi với lại Shisui đó nha anh em. Shisui bản này hình như là cũng là bản Tết luôn á anh em. Bởi vì hai tụi nó lúc nào mình thấy đi cặp với nhau cả. Đây anh em, chịu hồi là mấy cái quả pháo nhỏ, sau đó là thêm một cái quả pháo bự nữa anh em ơi. Hay nhờ. Ok ok, xem lại nha anh em, xem lại cái nổ của Tenten nha. Tenten này thì anh em biết rồi ha, ở trong cái quyển trục đó thì nó sẽ có các là gì ta, lâm sơ bần vũ khí anh em ha. Nên là đợt này thì mấy cái ở trong cái quyển trục đó thì nó sẽ là lâm sơ bần, gọi là ba cái pháo rồi các thứ anh em, khá thú vị ha. Tết thì sẽ có pháo đỏ rồi các thứ anh em, Tết sẽ có pháo đỏ đồ này, có Itachi nữa anh em, Itachi rồi nè, Shisui rồi nè. Đẹp ha anh em ha. Đây anh em, pháo nhỏ nè, pháo bự nè. À ok anh em ha, xem lại lần nữa nha. Mình tổng hợp được hai con này nữa thôi anh em ơi. Ngày hôm qua đã có Kakashi rồi. Hinata nè, còn Na được các thứ anh em ơi, thằng sặc nữa nè, là chưa có tổng hợp được anh em ơi. Chưa tổng hợp được nên là chắc là đợi các clip sau đi anh em, nhớ theo dõi kênh nha. Thú vị anh em ha. À ok chưa, có cả Itachi nữa nha anh em. Đây đã tổng hợp lại những cái con bản Tết cho anh em xem đây. Na nè, rồi sặc nè, rồi đào, ố lộn, đào nè anh em. Rồi Tenten nè. Tenten hồi nãy anh em mới xem nổ luôn đấy. Rồi Hinata nè, Hinata bản này đẹp ghê anh em ha. Nhưng mà không biết khi nào mới về Việt Nam đây. Nổ của nó thì mình chưa có tổng hợp lại được cho anh em xem nữa. Đó là một quả Conan nữa nha anh em. Conan nữa, hồi nãy anh em mới xem cái nổ của Conan rồi đấy anh em, và một số con tướng khác. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại cái nổ tiếp theo của những cái con tướng của các năm vừa qua luôn nha anh em.